Mẹ có muốn con làm rạng danh gia đình không? Mẹ có muốn con giàu sang phú quý không? Muốn. Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Tất nhiên là mẹ muốn rồi. Thế thì mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất mẹ nhé. Mẹ có muốn con làm rạng danh gia đình không? Mẹ có muốn con giàu sang phú quý không? Muốn. Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Tất nhiên là mẹ muốn rồi. Thế thì mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất mẹ nhé.
how we do or say we could. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another guy. People get so caught up thinking they know everything. The little do they know you wasn't just a summer fling. I really got them thinking this was all just fun and games. So caught up in the past, they acting like a bunch of lame. Phiền lo thương chẳng thể buồn em có đâu ngờ trên khóe miệng cười tôi khóc trong tim em ở cạnh người môi mắt em vui thôi chắc đành bầy cạnh tôi thấy em buồn tôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sầu thương lắm rồi giờ đành buông để người đi tôi sầu anh biết đó là yêu như vài ngày chiều em đang feel. Anh biết đó là crew bài vì anh cảm thấy mình mời em hơi nhiều. Bởi vì chuyện tình yêu đâu ai nói trước được. Giờ làm sao để có em yêu bên anh mới được. Baby em thật cool, em làm anh đây phải đứng hình. Baby I love you, em xin nhập trong từng khung hình. Mẹ có muốn con làm rạng danh gia đình không? Mẹ có muốn con giàu sang phú quý không? Muốn. Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Tất nhiên là mẹ muốn rồi. Thế thì mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất mẹ nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời không ai cho tôi chén cơm ngon qua ngày. Kiếm sống tháng năm chẳng đủ đầy, nợ đần lâu năm bao vây, thức đêm lẫn cả ngày, loay hoay chai sần đôi cánh tay. Vì mẹ cha không cao sang, cũng buông ba lâu rồi, cũng nên tìm khinh của người đời. Rồi sinh con trong bao năm, khó khăn chẳng lên nhiều, vẫn sống trong ngày đời chắc chiu. Ok. Sông nguồn kiếm tơ xanh lục, sông nguồn kiếm tơ xanh dương. Đừng làm cái tính của anh thêm cục, mà hãy làm cho anh thương. Anh cứ loay hoay đi tìm cái chất của ai như nó chạy quanh xưa. Thằng em anh vẽ cho anh có cảnh cực gọi là đẹp như tranh luôn.
Mẹ có muốn con làm rạng danh gia đình không? Mẹ có muốn con giàu sang phú quý không? Muốn. Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Tất nhiên là mẹ muốn rồi. Thế thì mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất mẹ nhé. Địt mẹ cuộc đời mấy em đàn ông giờ nhiều thằng mù đàn bà lắm, nó nói xấu mình thế thôi nó có được mình lớn đâu, địt mẹ như thằng phông bạt. Thấy em buồn, tôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sầu.